Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay cho em ở cái bài số 1 đúng không nào? Ở cái bộ cánh diều này em, nghĩa là thầy quay nó có không theo trình tự một xíu. Tại vì ở cái bài số 2 này lại là cái bài cuối cùng của trong cái bộ sách tóm 1 tập 2 cánh diều này. Thế biết tại sao nè? Tại vì cái khung chương trình của cái anh toán 11 kết nối và chân trời á, thì cái phần biến cố xác suất này thì nó rơi vào ở chương cuối. Các bạn là muốn xem ở cái bài 28, 29 và 30 của phần kết nối thì thầy đã quay xong rồi. Các em có thể vào đó các em tham khảo trước nha. Cái đằng kết nối thì viết cái phần này nó thành 3 bài, 28, 29 và 30. Còn cái anh trăng trời thì viết chỉ có 2 bài thôi, bài 1 và bài 2 ở chương 9. Còn tới cái anh cánh diều này thì anh viết cái bài này đúng chỉ một bài thôi. Nghĩa là anh lồng ghép hết tất cả, ví dụ biến cô giao, biến cô hợp, biến cố độc lập, quy tắc cộng, quy tắc nhân các kiểu, biến cố xung khắc, thì nó chỉ có một bài này thôi các em. Nó chỉ có một bài duy nhất. Còn cái anh nếu như mà riêng biệt và rõ ràng nhất là cái thằng kết nối. Cái phần kết nối của cái phần này người ta viết rất là rõ ràng và người ta chia thành 3 bài. Còn anh trăng trời thì thành 2 bài, còn đến anh cánh diều này thì chỉ có một bài thôi. Các em phải hiểu như vậy. Nên là không phải lý do tại sao thầy quay cái thằng này nó không liền mạch là như vậy. Nghĩa là khi mà thầy quay một cái vấn đề nào đó là thầy sẽ cho một cái ví dụ như khi thầy quay đạo hàm, hàm số mũ, hàm số logic các kiểu thì thầy sẽ quay cả ba bộ sách cùng một lúc. Các em hiểu nào? Nên là nó không có sắp xếp đúng theo trình tự nên viết nó cứ lộn sờ ngầu lên game. Nên mong em và quý phụ huynh thông cảm nha. Thì đường nào thầy cũng sẽ quay hết cho các em ở trong kênh, các em cứ vào trong kênh chúng ta xem. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 2, cũng là bài cuối cùng ở trong bài số 2 rồi cái phần bài tập cuối chương liên quan tới cái bài số 2 này. Cho còn bài số 1 và cái phần bài tập cuối chương của chương này thì thầy đã quay cho các em rồi, được chưa nào? Nên nó hơi lộn xộn một xíu, chúng ta cố gắng tìm ở trong cái kênh của thầy nha, ở bộ cánh diều này. Đó chính là biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, các quy tắc tính xác suất. Các quy tắc tính xác suất này nó gồm có hai quy tắc em. Một là quy tắc cộng, hai là quy tắc nhân, được chưa nào? Hợp, nghe thầy giới thiệu một xíu này. Tại vì thầy đã quay cho xong hai cái bộ kết nối vào chân trời rồi. Cái bộ thứ ba mà thầy quay ở cái chương này đó chính là cái phần cánh diều. Hợp, ký hiệu này, cái chữ U này người ta là hợp. Hợp thì nghĩa là ở đây nó sẽ bằng hoặc. Hoặc nghĩa là ví dụ A hợp B, nghĩa là A hoặc là B, nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái chung. Hoặc A hoặc B, chúng ta không phải là lấy cái chung, mà nghĩa là A với B là nó đều thuộc cái tập. Chúng ta ở trong chương trình lớp 10 chúng ta học ký hiệu này rồi đúng không? Ký hiệu này gọi ký hiệu omega, nghĩa là không gian mẫu này. Hoặc anh này hoặc anh kia đều thuộc không gian mẫu này. Và nhớ mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ tập hợp A là 1, 2, 3, 4, 5 đi. Tập hợp B nó là 3, 4, 5, 6 đi. Ví dụ thế. Thì bây giờ C là A hợp B đi. A hợp B nè. A hợp B nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia. Bây giờ các em thấy số 1 ở tập hợp A, tập hợp B có không? Thì chúng ta sẽ viết 1 một lần này. 2 cũng vậy. Bây giờ là như thế này, 3 ở đây A có và B cũng có, thì chúng ta chỉ viết 3 một lần này thôi, chứ không phải viết số 3 này hai lần. Nghĩa là hoặc A hoặc B, nên khi đó chúng ta chỉ viết một lần thôi. Cực kể như vậy, số 4 cũng vậy, số 5 cũng vậy, và đây số 6. Như vậy khi đó tập hợp C là A hợp B thì nó sẽ có các phần tử là từ 1 tới 6. Tại vì khi từ 1 tới 6 nó đều là có ở trong A hoặc là có ở trong B, được chưa nào? Còn giao, đấy là hợp nha, đây là hợp này. Hình giảng để chúng ta học kem cho dễ hiểu. Giao, ký hiệu nó là chữ U ập xuống ở đây là giao. Giao nghĩa là và nghĩa là A và B. A và B nghĩa là cái chung. Đây cái ký hiệu cái chung này đó, cái chung ở đây, dụ ở đây là A, ở đây là B, thì cái phần này là lấy cái chung ở cái chính giữa này, gọi là A giao B là cái chung này này. Cái hiểu như nào? Như vậy thì ví dụ D ở đây là A giao B. A giao B thì ví dụ cho hai tập hợp này, giao thì chúng ta lấy cái chung. Đây ví dụ ở đây chúng ta thấy số 3, ở đây cái số 3 là cái chung. Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết cái chung lại 3 như đó, 4 như đó và 5. Được không nào? Và 5. Đó. Ok.
Ở đây không có số 6 ở đây nha, 305 thôi. Đó, đã hiểu chưa? Đây chính là biến cố hợp và biến cố giao. Ok, còn có biến cố xung khắc. A và B xung khắc khi nào? Khi mà chỉ khi nếu A mà giao B nó bằng tập hợp rỗng. Tập rỗng nghĩa là không có gì chung nè, rồi biến cố xung khắc. Rồi biến cố độc lập. Độc lập nghĩa là không ảnh hưởng gì cả. Được nè, độc lập nghĩa là không ảnh hưởng gì cả. Nếu biến cố độc lập khi nào? Khi là B, xác suất của B của AB nó bằng BA nhân cho BB. Cái này là độc lập. Còn nếu B của AB mà nó khác với BA nhân với BB, bỏ ở đây nha, thì nó không độc lập. Độc lập, không độc lập nghĩa là có sự liên quan với nhau, nghĩa là có phần chung thì nó sẽ không độc lập. Còn độc lập thì nó không liên quan gì cả. Nó không liên quan gì cả, nhớ nha. Thì trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ ở các yếu tố này. Còn quy tắc cộng, quy tắc nhân các kiểu thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết xong. Thì như nào, thầy giới thiệu sơ lược qua như vậy để chúng ta dễ hình dung nha. Còn thầy đã nói rồi, thầy rất là muốn quay hết cho tất cả các em, nhưng mà có một mình thầy mà quay cả ba bộ liên tục. Thầy nói em chương trình lớp 11 nó cũng khá là nặng em, nên chúng ta cố gắng vượt qua để chủ yếu chúng ta tập trung vào chương trình lớp 12. Tại vì chương trình lớp 12 là chương trình cực kỳ quan trọng. Khi mà người ta ra đề thi tốt nghiệp hoặc là đại học thì chắc chắn là khoảng 70% là ra trong chương trình lớp 12. Chúng ta nhớ là như vậy. Này sang năm đầu hè thì thầy cũng sẽ bắt tay quay cho em luôn nha, ở chương trình lớp 12. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần câu hỏi khởi động này. Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất lần một, chấp một lần xét biến cố ngẫu nhiên. Đây này, em nhìn nè, đây con xúc xắc này, xúc xắc ở đây gồm cả mấy mặt này, có 6 mặt, mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4 này, mặt 5 và mặt 6 này, em thấy nào. Đó, xúc xắc gieo một lần. Đó, ví dụ như thầy gieo lần đầu tiên nó ra mặt 1 này, gieo này. Đó, mặt trong mắt này. Đây, hiểu chưa? Rồi, ok. Rồi, dễ hình dung nhỉ. Mặt xuất hiện một xúc xắc là số chẵn. Số chẵn ở đây là thì cái biến cố A ở đây xuất hiện số chẵn đó chính là 2 4 6 đúng không? Mặt xuất hiện một xúc xắc là số chấm chia cho 3. Số chấm chia cho 3 đó chính là 3 với lại 6 đúng không? Mặt xuất hiện xúc xắc có số chấm là số chẵn hoặc chia cho 3. Số chẵn này, rồi 1 là số chẵn, 1 là chia cho 3, nghĩa là ở đây là A, nó sẽ là gì? C này đã chính là bằng A. Các em thấy từ hoặc không? Hồi nãy thầy giảng đầu tiên rồi, hoặc nghĩa là hợp, và nghĩa là giao, nghĩa là ở đây là A hợp B. Nếu mà A hợp B thì nó sẽ là 2, 4, 2 này, 4 này, 3 này, 6. 6 ở đây chỉ chúng ta ghi một lần thôi, nghĩa là những cái mặt này nó vừa là gì, là chẵn hoặc là chia cho 3. Đó. Như vậy biến cố C có liên hệ như nào với hai biến cố A và B? Thôi nào, như vậy C ở đây nó sẽ bằng là A hợp B, được chưa? Đây ký hiệu này là hợp. Sau khi học bài này chúng ta sẽ làm được điều này, và thầy mình sẽ làm luôn cho các em để khỏi cần phải quay lại, được chưa? Tại vì nãy thầy giảng cho em thì chắc chắn ta sẽ làm được. Trong mục này ta giả thiết phép thử T có không gian mẫu omega. Ở đây người ta học chương trình lớp 10 rồi. Gồm hiểu hạn phần tử. Hiểu hạn nghĩa là có giới hạn. Ví dụ từ 1 tới 6 hay từ 1 tới 100 hay là 1 tới 1000 nghĩa là hiểu hạn chứ không phải là vân vân. Chấm ba chấm như này là gọi là vô hạn. Và kết quả của phép thử đồng khả năng nghĩa là ví dụ như là cùng khối lượng được cùng kích thước vân vân, đồng khả năng. Các biến cố đều liên quan đến phép thử đó. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở phần thứ nhất em nha. Phần thứ nhất đó chính là cái phần biến cố hợp. Biến cố hợp, hợp nghĩa là hoặc. Anh em nha, hoặc cái này hoặc cái kia. Ta sẽ đi sang hoạt động 1 này. Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một xúc xắc, một thôi các em nha. Một xúc xắc cân đối và đồng chất. Rồi, một xúc xắc cân đối và đồng chất, dễ hình dung nè.
không, có cái vật mẫu cái tự nhiên nó dễ hình dung, nhưng mà đừng có đem cái thằng này ra sóc dĩa hay là chơi chơi những cái trò chơi ăn thua các em nha. Chúng ta chỉ học về tính xác suất các kiểu thôi, hay là chơi cái môn trò cờ can ngựa, cái môn đấy thầy cũng khó nha em, hồi nhỏ hay chơi, giờ thời gian đâu chơi, ngồi quay cho các em không có thời gian này mà chỉ có đâu chơi đúng không. Và đừng chấp một lần thôi, nhớ là chỉ một lần thôi nha, nhớ xuất sắc nghĩa là nó chỉ có 6 mặt là 1, 2, 3, 4, 5 và 6, nghĩa là cái không gian mẫu nó chỉ xảy ra những cái thằng này thôi nè, đúng không? Gọi Omega là không gian mẫu, cái từ đó xét hai biến cố AB như mình phần mở bài, nghĩa là nãy đó, viết là một con thì cái này đã viết rồi, nãy là không gian mẫu này đúng không? A thì nãy thầy nói rồi là số chẵn là 2, 4, 6, B người ta đã chính là 3, 3, 6 đúng chưa? Đặt C là A hợp B, phát biểu biến cố C dưới dạng mệnh đề, nêu sự kiện. Như vậy C của chúng ta, ở đây á là A hợp B, nó vừa là số chẵn và vừa chia cho ba, có đúng không? Thì nó sẽ là 2, 3, 4 và 6, đúng chưa nào? Nhưng phát biểu như vậy, như vậy C đó chính là mặt xuất hiện của cái con xuất sắc, nó có số chẵn, nó có số chấm. Thứ nhất đó chính là số gì? Đây là số chẵn này, số chẵn này, số chẵn là gồm 2, 4, 6 này, và đồng thời đây là chia hết cho mấy? Chia hết cho ba, chia cho ba gồm có 3 và 6, được chưa nào? Đó, vậy thôi. Em gọi cho nào, này. Ở đây thì thầy đã giảng rồi, đưa ra cho các em cái câu trả lời rồi chứ không phải chưa đưa, nhưng mà chủ yếu là thầy cũng ít ghi. Ở đây thầy cũng đưa ra cái kết quả. Được chưa? Khi thầy đưa ra thì chúng ta sẽ bấm trên màn hình lại để chúng ta ghi chép cho đầy đủ. Tại vì chúng ta đang học về kiểu tự luận á. Số chấm tập hợp kết quả thuận lợi mặt chẵn này, chia cho 3 là 36 nè. C là 2, 3, 4, 6 này nha, phát biểu này đó, đầy đủ như vậy. Ok nha. Rồi, rồi nha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghi lại cái phần nội dung đó, ghi bài vào trong vở này. Cho hai biến cố A và B, khi đó A phẩy B là các tập con của không gian mẫu, nghĩa là các cái anh này nó phải là tập con của con không gian mẫu này. Không không gian mẫu nghĩa là tổng các cái cách chọn, em hiểu nào? Còn cách chọn của cái thuận lợi cho biến cố A hay là cách chọn thuận lợi cho biến cố B thì tất cả nó đều nó phải nằm trong không gian mẫu này. Đặt C là bằng A hợp B, ký hiệu này người ta đọc là hợp. Ta có C là một biến cố và được gọi là biến cố hợp của hai biến cố A và B, ký hiệu là A hợp B. A hợp B. Ta đi xem ghi thầy phần chú ý luôn. Xét một kết quả thuận lợi alpha cho biến cố C, tức là alpha phải thuộc C. Vì C là bằng A hợp B nên A sẽ thuộc N, A sẽ thuộc A. Alpha này này sẽ thuộc A hoặc là alpha thuộc B. Các em thấy cái từ hoặc này không? Đấy, nó alpha này là hoặc là thuộc thuộc A hoặc là thuộc B. Nói cách khác, alpha là một kết quả thuận lợi cho biến cố A hoặc hoặc B. Đó, chúng ta hiểu như vậy, nhớ là hoặc giao là què nha, cái hiểu chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo ở trang 16. Điều đó có nghĩa là biến cố A hoặc biến cố B xảy ra, biến cố A hoặc là biến cố B xảy ra, biến cố C là thể phát biểu này, A xảy ra hoặc đây thầy khoan tròn cái từ hoặc này, B xảy ra hay là tại vì sau này chúng ta được học về cái quy tắc cộng, quy tắc cộng nha, quy tắc cộng nghĩa là chúng ta sẽ có quy tắc cộng B của A hợp B sẽ bằng là xác suất của A cộng xác suất của B và trừ đi cho B của AB. Nếu như mà đây là một biến cố độc lập bình thường, còn nếu mà hai thằng này xung khắc thì chỉ có thằng này cộng này thôi, được chưa nào? Thì trong đó ấy, em nhớ này, có ít nhất, khi mà chúng ta thấy cái từ có ít nhất này, cái cách làm bài tập có ít nhất một trong các biến cố A, B xảy ra
Thấy cái từ có ít nhất thì ngay lập tức chúng ta phải nghĩ ngay tới là hợp A hợp B. Cứ thấy có cái từ có ít nhất một trong các biến cố A phải B xảy ra là chúng ta sẽ nghĩ tới ngay tới cái công thức của biến cố hợp. Tại vì công thức của xác suất của A B là A giao B đấy. Tại vì chúng ta học là AB này nghĩa là bằng A giao B nha. Thì thằng này sẽ bằng là BA nhân ở đây cho BB. Được chưa nào? Đó là cái chỗ này này. Khi mà nó nói là có ít nhất, có ít nhất nghĩa là thằng này nghĩa là hợp. Nhớ chưa? Ví dụ 1 này. Một hộp có 10 quả bông xanh. Đây. Thầy sẽ viện cái hộp này ra. Khi chúng ta ấy tóm tắt này, 10 xanh này, 8 đỏ này, 8 đỏ này. Các quả bóng có kích thước có lượng lấy ngẫu nhiên ở đây 2 quả. 2 quả này. Như vậy thì ở đây là tổng cộng này 10 cộng 8 là bằng 18 này, nghĩa trong cái thùng này 18 lấy 2 quả. Thì nếu như á mà cái gọi là cái tổng cái omega không nhân mẫu kết quả thuận lợi có phải là tổ hợp. Chúng ta phải sử dụng tổ hợp. Tại vì sao? Ở đây trong đây 18 quả chúng ta lấy 2 quả. 2 quả này thì nó gọi là bất kỳ ngẫu nhiên chứ nó không có theo một trình tự thứ tự nè. Nếu như mà thứ tự trình tự thì chúng ta sử dụng là chỉnh hợp. Nếu chỉnh hợp là A còn tổ hợp là C thì ở đây chúng ta không theo trình tự gì cả thì chúng ta sẽ chọn nó là C. Như vậy thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 18 phân tử này nếu mà tính xác suất tính omega. Được chưa nào? Chúng ta sử dụng tổ hợp để chúng ta tính xác suất. Được chưa? A hai quả bóng lấy ra có màu xanh. Hai quả bóng lấy ra có màu xanh nếu mà tính xác suất hai quả bóng lấy ra có màu xanh đó chính là tổ hợp chập 2 của 10 phần tử. Tại vì 10 đây là 10 của màu xanh. Em hiểu nào? Hai quả bóng lấy ra có màu đỏ thì tổ hợp chập 2 của 8 phần tử. Nếu mà tính xác suất thì chúng ta lấy thằng này chia cho omega ra xác suất hai quả bóng có màu xanh. Còn nếu mà hai quả bóng lấy ra có màu đỏ thì chúng ta lấy thằng này chia cho thằng omega này. Em hiểu chưa nào? Nhưng ở đây á, ở đây người ta nói là chọn hấp biểu đúng, nhưng mà một tí nữa chúng ta đi qua cái phần mà giải toán mà sử dụng tổ hợp á, thì chúng ta cũng sẽ làm cái này này nha. Thầy nói trước để chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây. Biến cố hợp của hai biến cố A B là hai quả bóng lấy ra cùng có màu đỏ hoặc các em thấy có từ hạt không màu xanh thì chứng tỏ thằng này là đúng hay sai. Đúng. Biến cố hợp là hai biến cố A B là hai lấy ra có màu khác nhau. Có màu khác nhau nghĩa là sao? Đúng hay sai? Sai. Có màu khác nhau nghĩa là A và B rồi, nghĩa là xảy ra đồng thời. Có thể là nghĩa là khi đó có màu khác nhau nghĩa là màu xanh, xanh và đỏ rồi. Xanh và đỏ nghĩa là thành giao mất. Nghĩa là khi đó nó có cái chung rồi, đúng không? Hai quả bóng lấy ra cùng màu, đúng hay không? Đúng. Hai quả bóng lấy ra cùng màu nghĩa là có cùng màu xanh hoặc là cùng màu đỏ, chứng tỏ cái này đúng. Cái này sai và cái này đúng. Hiểu chưa? Đấy. Ok nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập nha. Luyện tập. Một hộp có 12 chiếc thẻ cùng loại. Mỗi thẻ được ghi một trong các số, nghĩa là từ 1 cho tới 12. Đúng nha, 11. Từ 1 tới 12. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau, nghĩa là không có ghi giống nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ ra. Từ đây rút ra một chiếc thẻ. Nghĩa là nếu mà không nhân mẫu và tính xác suất thì nó sẽ có 12 phần tử đấy. Tại từ 1 tới 12 mà rút ra một chiếc thẻ thôi. Xếp biến cố A này, số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia cho 3. Thì cái biến cố A của chúng ta đây này, em nhìn này. Cái biến cố A của chúng ta đây số mà rút ra mà chia cho 3. Chia cho 3 thì nó chính là 3 như nó 6 9 và 12 đúng không? Ok chưa? Biến cố B là số xuất hiện thẻ rút ra chia hết cho 4. Chia hết cho 4 thì trong đó là nó sẽ bắt đầu từ số 4 rồi 8 rồi 12 đúng không? Đó. Phát biểu biến cố A hợp B dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện. Thì nó rất là dễ. Ở đây người ta không yêu cầu liệt kê thôi, nên nhủ giáo viên á đứng lớp của các em dạy trực tiếp. Một bạn hãy liệt kê là cái tập hợp biến cố A gồm những phần tử nào thì mình liệt kê được 3, 6, 9, 12. B là thằng nào thì chúng ta phải làm được. Nhưng ở đây cái đề bài người ta không yêu cầu các em liệt kê các phần tử của tập hợp biến cố A và biến cố B.
mà ở đây người ta yêu cầu các em phát biểu giống như hồi nãy chúng ta làm ở hợp đồng một em. Như vậy thì A hợp B là cái số xuất hiện trên thẻ rút ra là số chia hết gì cho 3 hoặc là chia hết cho 4 hoặc chia hết cho 4. Được chưa? Vậy thôi, rất là dễ. Đây. Rồi. Đây nha. Giải quyết cái phần liền tập 1 ạ. Được chưa? Rồi, ok. Nói tóm lại. Nếu mà hợp, cứ nhớ hợp ký hiệu là chữ chữ U này. Cái này tương ứng nghĩa là hoặc là ít nhất cái từ đó, từ để chúng ta định thấy, nhận thấy, dễ thấy nó là khi nào sử dụng cái ký hiệu hợp này đó chính là hoặc A hoặc B, hoặc là có ít nhất, có ít nhất. Chúng ta nhớ chưa? Thì khi đó chúng ta sử dụng chữ U này. Ví dụ bài này, người ta yêu cầu các em tìm biến cố C mà A sẽ hợp B, thì chúng ta sẽ lấy những phần tử nào nha. 3 ở đây có mà ở đây không có thì chúng ta sẽ lấy 3 này. 4 không có thì lấy 4 này. 6 này. 8 này. Rồi 9 này. Nhớ ở đây có số 12 là chung này. Chỉ có duy nhất số 12 chung thì cái số 12 này chúng ta chỉ viết một lần thôi, chứ không được viết hai lần. Chúng ta qua cái phần biến cô giao này. Cái biến cô giao này chúng ta sẽ lấy cái phần chung, đó chính là chỉ số 12 này thôi này. Là qua cái phần biến cô giao này chỉ lấy duy nhất là số 12 này thôi. Nghĩa là A và B. A và B là giao, còn A hoặc B thì nó chính là hợp. Tại vì thầy đã quay cả 3 bộ sách rồi, thầy luôn luôn nhấn mạnh để chúng ta hiểu làm bài tập được. Có những cái câu từ khi mà người ta cho ấy, chúng ta không biết khi nào sử dụng là giao, khi nào sử dụng là hợp, thì coi như là xong ấy, xong phim ấy. Và thầy cũng khuyên các em là nếu bạn nào muốn học nhanh, học vượt thì chúng ta có khả năng tham khảo ở hai cái bộ sách Kết nối và Trăng trời. Tập 2 cái bộ đấy thầy đã quay hoàn chỉnh cho các em rồi. Em cứ vào ở trong kênh thầy và vào trong danh sách phát thì có ở cái biến cô giao, biến cô hợp của hai cái bộ đấy, và người ta có thể tham khảo. Tại vì hai cái bộ đó người ta viết cũng khá là hay em, rất là hay luôn. Thì thế nào? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở biến cô giao và biến cô xung khắc em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa đó. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.